Ông dùng cái này sao yếu thế? Yếu. Còn nền quá. Mới bắt đầu. Cái này đẹp hết luôn. Đây à? Của ông ngay dãy này kìa. Ừ, cho em mấy cái tải chị ơi. Hay là thuê người ta chở cho như. Vâng, vâng, bán bao nhiêu đâu? Cái này á? À? Cái này bán 2,5 triệu. Ừ. Tiền đấy. Tiền xịn đấy chứ. Nói chạy như thế này. Hơi béo. Ờ, chung là ôi cứ gọi công nghiệp cho nó. Hôm nay là được ăn. Nó dễ nào? Ăn no ngủ kỹ. Ăn no ngủ kỹ đấy. Không có đi vài nước cái này nó tự nó khô đi mà. Vâng. Nó cũng trên chậu rồi. Anh cũng sơn à? Em cho cái chậu ấy. Chậu rồi. Chứ dưới đất lên thì cái này chậu về máy lính. Dưới đất lên là con gót đây. Ừ, nó có lại như máy lính. Bây giờ ra là hết gót. Đó rồi. Hết gót thôi. Rồi, nó trắng như cả da. Cho là hết gót rồi. Trên cảng nó cũng đang khôn dần rồi. Đẹp. Đây, giả quá, quá chuẩn luôn. Gọn chuẩn quá rồi này. Rõ ràng. Đây chở xe máy ra đây kìa. Sợ vỡ vùng không? Đấy. Gì phết đấy, không không đến nỗi đâu đẹp. Hôm nay được mà, hôm nay chỉ quét bỏ một tí cái này. Mua rẻ rẻ. Ừ. Này là thế nào? Củ khác nhỉ. Đấy. Giá siêu rẻ. Đây bạn về Việt Nam này. Đúng rồi. Dưới của ông hay đấy nhỉ? À, thắng à? Tiên đấy à? Vâng. Ra đây. Dưới của anh à? Không, không vừa được đâu. Thoải mái thôi, buộc lại. Này là chắc kẹp cây đá với chậu riêng đây. Chậu này chậu khác. Ui, ui chân chưa? Sút được cái này đi à? Cái này mà bây giờ dê bán nhỉ? Ui mẹ, cái xe kia vừa sao được? Hay nhỉ, những cái này mà giờ bán dễ nhỉ? Súng rồi. Nhà giàu. Giá quả hay nào? Thả nước rồi. Ui, gài vào kia thì gì rồi. Trời ơi, kia kia bây giờ phải gập xuống. Nó ngọn xuống đất. Thoải mái được. Thoải mái. Nghe chẳng biết. Đấy. 3,5 triệu mà. Quá rẻ. Cái súng như 3,5 triệu. 3,5 triệu. Quá rẻ. Giờ đối mà bán thằng đầu bán 2 triệu. Thằng thắng nó bán 2 triệu chưa. Đấy. Thế nhưng mà bây giờ mà to thế thì lộc lá mỗi người thưởng tí. Thắng lại đấy à? Qua tay à? Qua tay. Thế dưới bao tiền đấy? Ông Lâm đưa cho thằng 500 nữa. Hả? Đưa cho thằng 500. Không có. Đấy nó lỗ 500. Không có mùa xuân đi đâu. Thắng này toàn lấy lỗ làm lãi đi. Đấy, qua tay cái bán lỗ 500 người ta lại bán lãi 1 triệu. Thế là ông lỗ thì vẫn lỗ, ông lãi vẫn cứ lãi. Cách nhau có mấy phút đồng hồ. Còn là lấy lỗ làm lãi này chết. Cái trước lỗ, cái trước lại cái đó, cái sau này sợ này bán lại. Bán ông lộc bán 2 triệu. Qua tay có mấy phút thôi. Đấy, mấy phút thì ra. Mọi kiêng hộ ra hoàng. Đây là cái gì đây? Bên sao vậy nhỉ? Đúng cho. Ừ, đáng lẽ là phải cho ông thắng này 200.000. Đấy là vui rồi. Dạ. Đáng lẽ ông thắng này phải được 200.000 là tiền bê. À, Linh Sam của ông ấy. Trông để cho nó một ít lá. Anh ơi, vừa cắt để thả thép. À. Đấy, để thả cái thép ra. Nhìn nó tự nhiên, nhìn nó rất hay. Nhìn nó vui. Cái gì đại ca không? Cái Linh Sam.
Cái này lá nhỏ mà cái đồng. Trông nó vui dưới thì sao mà dưới. Hoa tiệm giật luôn. Thôi như nhìn cái tay nó tạo cảm giác nó rất vui. Cái đơn của ông bao nhiêu? Cái đơn để hỏi giá đã. À không, của ấy à? Họ vợ. Ý thôi, cháu hỏi để anh em biết thôi. Không phải tôi, cháu người ta biết để tôi bán cho dễ mà. À đấy à. Mang ra gọi điện cho ông trả thì nói thế. Đơn đỏ đấy. Người ta mua về xong rồi mang ra để thanh lý. À. Nhờ ông thì gửi ông thì nhờ bán ông. Mình chắc nó chỉ còn cái này thôi. Nhưng mà tất cả nó lỏng chọn lên. Để ra lên. Chúng để mua cái là cái phơn. Đây đơn giá bao nhiêu đấy? Sống thì không. Ờ, sống thì chắc. Bởi vì để dưới dưới bao nhiêu anh tháng? Cây cảnh bao nhiêu thì cây như thế này tao cứ néo được vừa néo cái vườn trồng đấy, nhấc cây này để đâu cũng được. Cây cảnh cây đá đắp rêu rồi. Cây hoa, những cây có hoa là cây hoa là cái có thể chút. Đéo chứ. Hơn triệu thôi nợ. À thế à, hơn triệu. À. Chiếc 6 thôi mà. Ông nào thích mẫu đơn suốt cái đấy được. Mẫu đơn mà chiếc 6. Trâu đẹp đấy. Được. Trâu đẹp rồi. Đấy. Ý là trâu đấy, trâu có tiền rồi chứ không phải là trâu hợp. Trâu không hợp nhưng trâu có tiền. Đấy. Rồi. Triệu 6, triệu 7 gì đấy. Chơi lâu rồi. Đó. Phải chờ. Cố tí để đi đây. À đây quên, anh kiện có cái cây gì đấy. Chắc phải chạy đi bây giờ, ngay không trốn được nào này. Em cho anh thủ quay cho giúp anh của anh. Vâng. Đâu anh có cây nào đấy? Đây, cái to này. Cái kia sút đi rồi thì. Cái kia chú hôm chú gái anh. Cái chiếc em của mấy con em bắn mất hết. Chiếc em của một gốc nhanh kìa. Con này bao nhiêu anh Hùng? 6 triệu rưỡi này. Này, này thì ăn kia thôi. Hơn chục. Con này bắn 6, bắn 5. Con này được này. 4 người thanh được. Để bắn tiền. 35 triệu. Tiền già khô này, 14 triệu, già khô này. 14 triệu. Ba mươi lăm triệu anh kia kìa. Tí nữa đỡ phải hỏi lại. Quanh Hùng con này ba vai. Già, cái con nào cũng già. Con nào cũng già. 6 triệu, đây là 14 triệu. Hôm nay thì chắc tầm 50 triệu. Ngoài 50 triệu. Đấy, quay hết cái loạt bé. Quay hết cái loạt bé bé ở dưới này xong rồi. Ở đấy, chân cẳng đầy đủ ấy. Con này hay. Này làm siêu hay nhỉ. Hay đấy. Được. Cái tử hay cân tiếp nó lành lặn. Đây để sang cái cây to của anh Thiện thoát xem nào. Wow. Ờ quên anh Hùng có đọc số điện thoại không? Ôi trời. Đây anh đọc đi. 0967 113 013 Thiện. Cây xanh. Alo để có giá tốt. Thế thôi. Ui, ông nào ông vẽ vẽ ấy à? Cái đây không hiểu chú ơi. Nó ngôn ngữ.
đây đây đây, chắc là rồng phượng gì đây, di chỉ thời ấy đây đấy. Này nó phải giải mã đấy chứ không hiểu đâu này nó. Sao đấy không biết ý nghĩa các cụ muốn làm gì đây. Nhà đứng xa tí. Đó. Rồi. Danh Nam Hiền. Mặt sau này. Anh Hùng có đọc số mấy cây kia không? Anh em có ngại anh em ở xa gọi không? Đọc số mấy cái cây kia kìa. Đọc số thì nó lưu luôn vào đây. Không nào thích thì alo anh. 0936 153163 153163. Anh Hùng có mấy cái cây điền vừa nãy đấy. Alo có khi là có giá tốt. Một cây này cây bình kiện. Bắt siêu siêu tiền mang về một lô tiền. Có để em lấy anh bớt tài cho. Để suy nghĩ đấy. Giờ đi chở đâu đấy? Tán đầy đủ hết rồi, tán đầy đủ hết rồi.